đừng có bánh bèo quá. Bánh bèo là bánh... sao? Dạ, cái gì cũng nghe lời ba mẹ. Mẹ dặn cái này, mẹ dặn cái kia. Ba dặn cái này, ba dặn cái kia. Em không có nghe lời ba mẹ. Ủa làm sao, làm sao bất hiếu hả? Dạ. Dạ, dạ chào chị. Dạ không phải, tại ba mẹ em không có, em nghe lời anh chị không à. Ba mẹ em mất rồi. Em tên là Trần Thị Kim Tho ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Quê Thoa ở đâu? Dạ em ở An Giang ạ chị. Rồi. Ở thành phố với ai Thoa? Dạ em ở trên này một mình ạ. Bạn giới thiệu dạ. Mình cho bạn gái kia biết. Em tên là Trịnh Minh Quân, quê em ở năm nay em 24 tuổi. Thì quê em ở cũng ở An Giang. An Giang luôn? Dạ. Lên đây làm gì? Dạ em lên đây để hẹn hò. Biết hẹn hò rồi nhỉ? Có làm việc gì ở đây? Dạ em không làm việc gì đây hết anh. Em từ dưới quê em lên đây để em hẹn hò. Mới lên luôn á hả? Dạ mới lên. Chủ yếu hẹn hò thôi. Dạ hẹn hò. Còn với An Giang làm gì? Sửa xe Honda với lại chụp hình cưới. Hai cái nghề nó là sát khác xa nhau rồi hả? Dạ. Chụp hình cưới là nó sạch sẽ. À còn sửa xe nó dơ. Hai cái đó nó ngược ngược, bạn làm được chắc bạn cũng làm được nhiều thứ lắm. Em làm giáo viên thể dục chị, dạy cấp 2. Em học sư phạm ra nhưng mà em thất nghiệp cho nên là em mới đi cái đường khác đó chị. Giỏi thì học dạ. Giáo viên thể dục ra sửa xe quay qua chụp hình lạ thiệt á. Ủa chứ em bây giờ về An Giang ở luôn em chịu không? Về quê thì cũng được, có tiến đến hôn nhân thì em sẽ về quê. Nhưng mà bây giờ tính hẹn hò cách nào? Nếu mà bạn đó thương em á thì bạn đó có thể là từ An Giang lên thành phố thăm em. Em cũng thích bạn nam đó thì em cũng sẽ từ thành phố về quê để thăm bạn đó. Tại sao lại hỏi bằng nữ? Cái chuyện gặp nhau là phải bằng nam chủ động. Đâu sao bạn? Bình thường. Dạ. Bây giờ quen nhau rồi, bạn nữ ở Sài Gòn đó, bạn với An Giang đó mà tính sao? Em nghĩ con trai chủ động nhiều hơn thì em chủ động em lên nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà biết đâu em dụ được bạn nữ về nhiều hơn sao? Thì giỏi, có bản lĩnh. Bạn sẽ giới thiệu một chút xíu về mình, về công việc cụ thể của bạn. Dạ, chuyên ngành làm việc của em là marketing ạ. Viết những bài PR quảng cáo cho những cái thương hiệu. Dạ. Những điểm mạnh của bạn? Em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ. Còn điểm yếu của em thì em hơi hậu đậu một xíu ạ. Biết suy nghĩ mời hậu đậu. Dạ, sai gì á. Không ai để ý, không ai nhắc nhở thì em sẽ hoàn thành tốt. Còn nếu mà để ý nói em cẩn thận nha là bắt đầu em làm rớt đồ, rớt bạc, rớt đủ thứ. À vậy mai mốt mà có lấy nhau về bạn trai nhớ không? Mỗi lần bạn gái mà làm gì phải lơ, đừng có nhìn dầm dòm là coi như hư hết. Dạ 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 đúng rồi chị. Còn em thế nào? Em thì chỉ có cái khuyết điểm là cũng mau quên thôi này. Mau quên mà cộng với hậu đậu cũng khỏe lắm. Có mấy mối tình rồi? Em cũng có nhiều lắm nhưng mà mới tình say nắng trúng gió thôi anh ơi. Còn mối tình chính thức thì chỉ có hai thôi. Chỉ có hai dạ. Thôi. Sao chia tay? Em đi Vũng Tàu em học nghề một năm mấy, em lơ là lắm, ít quan tâm rồi người ta ở nhà quen người khác. Đúng rồi. Không bao giờ em sửa rồi. Từ lâu chưa? Dạ em mới sửa đây, từ lúc mà em tính hẹn hò là em sửa. Sửa lâu quá ha. Hay quá hả? Sửa rồi, nha. Phải sửa dạ. Nha, lơ là coi như cũng đi luôn á. Rồi bạn gái bên kia thích tìm dạ. Cho mình một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó đừng có bánh bèo quá. Bánh bèo là bánh, sao? Dạ, có nghĩa là không có biết ga lăng, không có lịch sự, không có biết suy nghĩ, với lại là đụng một cái bạn ấy cũng làm mình làm mẩy. Cái gì cũng nghe lời ba mẹ, mẹ dặn cái này, mẹ dặn cái kia, ba dặn cái này, ba dặn cái kia, không có cái chính kiến của mình. À, giờ dạ. Bánh bèo là vậy. Em có bánh bèo không? Là bánh uống. Em không có nghe lời ba mẹ. Ủa làm sao bất hiếu hả? Dạ. Dạ. Thành phần bất dạ, chị. Dạ không phải, tại ba mẹ em không có, em nghe là anh chị không à. Ba mẹ em mất rồi. Dạ. Ý em là vậy đó. Trước khi đi chị có dặn anh chị dặn đó. Sao? Dạ anh chị dặn nói chuyện sao cho nghe, cho lọt lỗ tai để mà lấy được lòng bạn nữ thôi. Bây giờ em nói em nhắm lọt lỗ tai chưa? Dạ chắc chưa. Lọt rồi. Ý bạn này răng ngộ ghê, răng nhọn quá. Đó là răng khểnh đó chị. Khểnh tao có hai cái này, khểnh nguyên hàm. Có tóc bạc nữa, áo xấu không? Dạ không phải, tại suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ chuyện gì vậy anh ạ? Suy nghĩ chuyện lập gia đình á. Ủa muốn khi nào nó lập gia đình mà phải suy nghĩ? Em muốn liền bởi em suy nghĩ hoài mà không được bởi nó tóc bạc. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi liền? Dạ em chuẩn bị rồi hết rồi chị. Chuẩn bị gì? Dạ chuẩn bị tinh thần. Tinh thần làm gì sao cưới? Khi tinh thần mình có rồi mình mới chuẩn bị được hết. Đúng rồi. Dạ, đúng. Bây giờ lấy nhau về là hai chồng ở đâu nè? Dạ nếu mà em dụ con nữ cứ về được thì về quê em ở. Anh ơi đừng dùng từ dụ. Không phải, nếu em lấy lòng được. Anh chị đã dặn rồi, nói chuyện sao mà để lấy lòng được bạn nữ? Chuyện vô duyên. Cái này tôi phản bác nha. Sao phản nói bác? Nói chuyện rất có duyên. Vụ gì? Trời thôi. Ở đây không có chơi, ở đây thiệt. Nãy giờ thiệt không á chứ bộ. Có duyên, cái này tôi đảm bảo luôn. Cao nhiêu? Dạ, chị đó. Sánh 7.
Trai. Số 8. Cho chị một lần nữa đó. Số 5. Bạn 4. Nói thách. Em nói thiệt. Em đo rồi. Ai đo? Cân điện tử nó đo luôn đó. Muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chắc cỡ từ mét 6 gì. Mét nhiêu em? Dạ 55 thôi ạ. Dạ mét 55 cũng được. Ba phải. Nói chung là dễ nhìn là được rồi chị. Em không có nhu cầu cao lắm đâu. Tại em cũng đâu có đẹp đâu, đòi người ta đẹp. Dễ thương nhất nãy giờ là con này á. Dạ. Có đâu sao đẹp trai mà khiêm tốn đó. Đáng dụ lẹ lẹ nha. Dạ. Đẹp trai lắm má ơi. Trời ơi đẹp trai lắm á. Để hôm qua coi bên kia thế nào nhé. Coi giùm em. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Chàng trai bên đây thiệt là hài hước. Hài hước là thường thông minh lắm. Em thích những người thông minh. Đen đen giống anh vậy nè. Nhưng mà đẹp trai hơn anh nhiều. Không thích điều gì ở người đàn ông của mình? Gia trưởng. Gì nữa? Vũ phu ạ. Vũ Mỹ được không? Nếu mà anh đó biết nhảy thì được. Lanh lợi lắm. Rồi, vậy được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay bạn đi có ai đi theo ủng hộ bạn không? Có anh chị đi theo không? Dạ có chị ơi, có anh kế em với chị ruột của em. Rồi, chào anh chị. Em trai em thì rất thật thà. Ba mẹ mất lúc em 4 tuổi. Mà em rất là tự lập. Em vừa đi học vừa đi làm hồ để học sư phạm. Có lẽ nhiều khi em mặc cảm nên không có dám làm quen nhiều bạn gái, chị Cát Tường. Nên em gặp em gái đây thì em thấy rất là hợp với em. Em mong là hai em sẽ hẹn hò. Và cái mong lớn hơn là hai em sẽ đến hôn nhân. Nếu mà được như vậy thì sẽ dành riêng cho ông Mai bà mối là một cái đầu heo và một mâm. Trời có luôn rồi. Cảm ơn chị nha. Có luôn à. Đủ này ngon à. À cái này là anh trai hả hay là? Dạ anh trai thứ 11. Trời ơi sao đông rồi vậy? Em út là thứ 12. Dạ em chào anh chị ạ. Cho anh hỏi là em ở chỗ nào? Dạ em ở chợ mới ạ. Cho nên là nếu mà sau này em với bạn bên đó có đi đến được với nhau thì cái việc đi lại giữa hai gia đình rất là thuận tiện. Em hy vọng là sau này anh chị cũng sẽ yêu thương em giống như là yêu thương anh bên kia. Em trai em là có một cái điểm mạnh đó chị Cát Tường là em rất là có chính kiến. Yeah. Không có phụ thuộc vào ý kiến của người khác nên là em yên tâm. Dạ trời, em anh thích quá những người thương có luôn. Chính kiến ạ. Thôi bạn gái có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ em ạ. Dạ cho gặp mẹ. Thấy cháu cũng hiền, cũng dễ thương, thật thà. Thì con mình chịu đâu thì mình chịu đó. Dạ con chào bác. Con không biết là bác ngồi đó con. Cho nên là con nói chuyện sớm giờ nó có cái gì hơi lố, bác thông cảm giùm con. Đời sống thì mình phải vui vẻ. Dạ. Con người nó mới thoải mái, nó mới không có bị áp lực. Dạ đúng rồi. Ôi, hiểu ý quá. Hứa gì với má về tương lai đi. Con hứa với bác nếu mà con có lấy được cái bạn bên kia thì con. Bạn bên kia nào? Bên dạ. Kia có hai bạn. Dạ cái bạn trẻ. Dạ, ý em nói bạn kia già hả? Dạ không, hơi lớn hơi. Sao tôi cũng làm bà mối nha. Dạ. Dạ nếu mà con lấy được cái bạn trẻ bên kia thì con sẽ thường xuyên ra chợ mới thăm bác nhiều hơn. Dạ. Rồi kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ em chào. Dạ đẹp trai không? Dạ cũng rồi. Đẹp ạ. Dạ anh có về chợ mới lần nào cho anh? Tháng 21 thế nào anh cũng ghé hả? Dạ. Anh hứa chắc nha. Thì em bấm là anh ghé. Anh ở chỗ nào anh? Anh ở Ốc Eo. Em nói chung là em ở An Giang, em chưa đi tới đó cho nên em không biết. Ốc Eo không biết em. Hy vọng là em có cơ hội anh dắt em đi. Thì mai mốt hẹn hò rồi thì em vô đi, em anh dắt em. Dạ không, bây giờ anh phải, nếu mà anh phải chủ động chứ đúng không? Nếu mà trong cái trường hợp anh rủ em đi nhưng mà em có một cái lý do nào đó em bảo là không đi được thì anh sẽ thuyết phục em như thế nào? Thì anh hẹn gì đó. Anh có thể hỏi công việc đó là công việc có quan trọng với em hay không? Công việc đó có thể dời vào một cái thời gian khác hay không? Và bây giờ cái dịp này, cái dịp anh hẹn em đi chơi rất là quan trọng thì em có thể là vì anh mà đi hay không? Anh có được suy nghĩ đến những cái trường hợp như thế không? Em học báo chí, mấy cái đó em hay quá. Mai mốt những cái trường hợp mà anh muốn thuyết phục em thì em sẽ viết sẵn nguyên một cái list câu hỏi hay là... Anh nãy giờ là anh học được mớ rồi, anh khỏi biết. Bây giờ ví dụ như ý anh muốn rủ em đi Châu Đốc nhưng mà em bảo là cái ngày đó em bận rồi thì anh sẽ thuyết phục em như thế nào? Rồi. Bắt đầu. Em về Châu Đốc chơi được không? Anh dắt em về đi chơi. Anh nhưng mà cái ngày nào anh mới được anh nhỉ? Anh đang uống ví dụ. Ngày với bà đó. Ngày với bà đó em, ngày với bà đó. Dạ vào ngày với bà em có một cái công việc đột xuất. Đó là cái dịp mà chung là ý nghĩa mà với lại nó vui. Mà em không đi được thì giờ mấy dịp khác nó không có vui. Em có gì anh mà mà xếp cái công việc đó lại, công việc nó có quan trọng với em không?
Dạ, công việc tương đối là quan trọng ạ. Em có thể vì anh mà em xếp mấy công việc đó lại để mà vô chơi với anh không? Thuộc bài cũng nhanh ghê. Thôi được rồi bạn, người ta có cái tâm người ta thuộc bài rồi. Chấm mấy gì ạ? 7/10. Vậy là được rồi, tốt rồi. Thôi bây giờ vô tình yêu đi, hôn nhân gia đình đi, học bài hoài. Sắp tới mày làm gì khi mà có vợ, có con? Cái công việc của em hiện tại thì thu nhập cũng nuôi sống được em với thêm một người nữa đó, có thể lo được cho vợ. Có điều kiện hơn thì em sẽ mở rộng hơn thôi. Còn đẻ con ai nuôi? Thì em ít ăn lại em để nuôi em. Trời ơi, thương quá vậy. Ít ăn lại. Em thấy thương anh quá. Em thấy thương anh quá kìa. Mỗi người một câu tình cảm nữa đi, trước khi chúng ta quyết định. Anh chỉ em được hôn người lên em gung quá. Trời đất ơi, bây giờ cũng lanh lắm mà. Tình yêu mà để tôi nói còn gì nữa. Gần đây em có xem một bộ phim, em rất thích một cái câu trong bộ phim đó là: trên con đường tình yêu điều hối tiếc nhất chính là bỏ lỡ. Em hy vọng anh sẽ không hối tiếc. Nếu mà anh với em đồng ý hẹn hò thì anh sẽ nắm tay em đi hết cái đoạn đường còn lại. Hai bạn đều rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hợp nhau. 3 2 1. Hết thời gian. Ủa, em bấm rồi mà không ăn chân anh. Hả? Em bấm rồi mà. Bấm đâu? Không ăn chân anh. Cái anh kỹ thuật ảnh hù thôi. Anh mặc áo đỏ tính chặt chém tôi, mặc cái ô bự hơn áo tôi ha. Nắm tay nhau thử coi em. Này, một cô gái rất thông minh, rất là năng động. Hãy giữ lấy cô gái ấy. Bạn trai bên đây cũng dễ thương lắm. Hy vọng được tương lai các bạn đem đến một cái đầu heo giống như chị bạn đã hứa. Quê còn ở Tiền Giang nhưng mà hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Con tên là Hồ Thị Thùy Dương, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên. Giáo viên dạy gì? Dạ, em đang là giáo viên dạy tiếng Nhật ạ. Rồi, bạn nam. Em xin tự giới thiệu là em tên là Trương Vũ Đạt. Em đến từ quê hương Đồng Khởi. Em công việc của em là làm nhân viên ngân hàng ạ. Em 30 tuổi ạ. Dạ. Làm ngân hàng lâu chưa? Dạ, em làm ngân hàng được 4 năm ạ. Trong ngân hàng rất là nhiều cô gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm được? Dạ, mà do em nhát với lại chi nhánh của em là đa số là những chị đã lớn tuổi và có gia đình rồi. Nhát cỡ nào? Run trước phụ nữ đẹp. Phụ nữ xấu. Gặp em có run không anh? Chưa biết rồi. Hồi gặp mới biết đúng không? Dạ đúng rồi chứ anh. Giọng bạn này tôi nghe quen quen nha. Dạ đúng rồi chị. Phải không? Dạ. Quen thì quen nhưng mà lên đây vẫn chặt chém nè thưa quý vị. Bạn đó là fan ruột của tôi đó. Bây giờ em tấn công luôn, em hỏi đi. Bạn đó bạn nhát lắm, nhát gái dữ lắm chị biết mà. Anh ơi. Anh nghe em. Dạ anh có được mấy mối tình rồi anh? Mối tình đầu tiên là lúc anh học phổ thông. Dạ. Mối tình thứ hai là chỉ thoáng qua thôi, qua quen nhau qua Facebook thôi. Dạ. Hai mối tình rồi em. Hết rồi hả? Dạ. Bạn gái, bạn giới thiệu dạ mình chút xíu đi cho bên bển nghe chứ. Vậy tính cách của em á thì em vui vẻ, nhiệt tình, em hay cười. Em yếu của em á là dễ khóc, hay nhõng nhẽo nữa. Đạt có sợ con gái nhõng nhẽo không? Dạ, em thích. Ví dụ như người ta khóc thì bạn làm sao để bạn dỗ? Thì em năn nỉ bạn ấy và nói là bạn ấy nín khóc đi, anh sẽ dẫn em đi mua quà, những món quà mà em thích. Đường nè chị. Thích không? Thích chị. Thích ha. Dạ. Cái này em chạy luôn nè. Không, riêng bạn này á rất là ga lăng, chị Tường biết mà. Dạ. Chị tặng hoa chị Tường hoài hả? Muốn chi là bạn gái đúng không? Dạ. Bây giờ muốn tới hôn nhân chưa? Dạ, giờ nhà em cũng hối nên là em cũng lấy chồng. Chị nào lấy được? Dạ, nếu được thì em tiến tới luôn, trong năm trở lại đây thì em lấy chồng luôn cho rồi. Hỏi ảnh chừng nào tính tới hôn nhân được. Anh ơi, chừng anh có dự định lập gia đình cho anh? Anh có dự định là năm sau em, anh cũng lớn tuổi rồi em. Dạ. Cặp này nói chuyện nhau mà chảy nước luôn. Giọng bên kia cũng làm, giọng bên này cũng nhảo nữa. Trời. Em có tật xấu gì không em? Vậy là em hay ngủ, em quay lung tung lắm. Sao giống anh quá vậy? Giờ lấy vợ gì ở đâu nói đi cho bà ông tôi tính. Em dự định là ở quê hay là ở Sài Gòn sinh sống à? Chắc là em sẽ dựng nghiệp ở trên này anh ạ. Thì cũng giống như ý anh á. Ví dụ như anh với em đến được với nhau á thì anh cũng dự định sẵn rồi. Thì anh cũng có một chút vốn là để mua chung cư để hai chúng mình sống á. Vô! Vô! Chị em chị. Được không? Được chưa? Được rồi đó chị, cái đó là em chịu. Chịu phải không? Dạ. Ngoại hình cao chị. Thôi diễn tả cho bạn này vừa vừa không có cao. Ủa hả? Vừa
vừa người, không mập không ốm, 1m67 trở lên được chị, cỡ 65 mà. 65 mà em ơi, cậu hát với tụi đoán hay quá. Vậy là chị nói thiệt, em nghe là chị biết em rồi, chị diễn tả. Nhưng mà chị cũng xin lỗi em, mặc dù em là fan của chị, nhân dịp ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thật sự hôm nay mới lần đầu tiên chị quan tâm đến fan của mình. Dạ. À, mẫu người con gái sao? Ngoại hình là nói chung là tại em cũng đâu có cao đâu, nên bạn gái em khoảng 1m55 thì rất là được chị. Nhưng mà tôi dặn hiền, dễ thương, ít ghen. Nhưng mà rồi mai mốt có vợ rồi có còn hâm mộ tôi nữa không? Dạ có chứ, em với vợ em cùng hâm mộ chị. Nhớ nha. Dạ. Hỏi em bé này coi, em có hâm mộ chị không? Dạ có. Mai mốt mà bạn Đạt mà đi tặng quà cho chị là không được cấm nha, không được cản nha. Dạ. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với hai đứa em gái. Hai em gái nhận xét chị bên kia thế nào? Anh cũng chưa qua để chúc anh qua sao? Theo em thấy á thì trông chị mi nhon, dễ thương, nói chuyện cũng rất là có duyên. Nói chung là em rất là ưng hai anh chị, nếu mà đến được với nhau thì em rất là mừng ạ. Cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với hai đứa bạn thân. Dạ em là bạn chơi với Dương từ lúc nhỏ, cho nên là tính cách của Dương thì em hiểu rất rõ. Dương rất là dễ thương và rất là hiền, cũng như là một người phụ nữ nghiêng về gia đình. Em nhìn thấy anh đó làm sao? Anh rất là hiền, dễ thương, cộng với là hâm mộ chị Cát Tường quá, nên là không biết sau này có hâm mộ vợ hơn chị Cát Tường không nữa. Cái này phải ngâm cứu lại. Đó, nói sao đi cho bạn thân hiểu đi. Tại vì bây giờ thì anh độc thân nên có vợ thì sẽ quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy thì yên tâm, quan trọng là anh hứa với Dương và những lời anh hứa thì anh có thể làm được. Rồi, cảm ơn bạn. Để anh qua anh xem coi bạn ấy như thế nào. Dạ, chào chú. Chào con. Dạ. Chào chú chi mà nãy giờ chú buồn siêu chú không ngồi. Không có đâu. Chú không có gì buồn gì đâu. Chú người chú còn bác mà. Dạ đúng rồi. Ừ, chú già rồi, năm 51 rồi cũng đúng rồi đó. Chú còn chủ cha con. Con có ghen không? Dạ không, con ít ghen. Nếu mà cái anh ấy anh đi theo cô Cát Tường hoài ghen. Dạ không. Rồi con không thích gì người đàn ông? Dạ con không thích thôi, hút thuốc thì rượu chè. Còn người tính còn lại là đừng có gia trưởng quá, phải. Không, anh này không gia trưởng đâu, dân miền Tây ít gia trưởng lắm. Dạ. Rồi vậy được rồi ha. Dạ. Hai người gặp gỡ nhau nha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Mình có 2 phút gặp mặt nha. Nói thôi chứ phải anh tôi với tôi có biết gì đâu rồi nha. Tự hỏi á. Rồi. Đi bạn. Dạ, em chào anh. Anh gửi em hoa. Cảm ơn mặt. Chúc em lúc nào cũng xinh tươi như hoa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng vui vẻ, cũng hay cười giống em. Anh hay cười lắm. Anh cũng hay chọc người cười khi mà em bạn bè của anh nó buồn á, anh chọc nó cười nó hết buồn à. Dạ hả? Anh thấy em sao? Em đẹp xinh dễ thương. Dạ. Với lại cái nghề của em là đúng với cái sở thích của anh á. Dạ. Là anh thích tìm bạn gái là làm nghề giáo viên. Dạ. Bây giờ mình thỏa thuận nhau gì tiền bạc con cái gì đó, sự phát triển tương lai gì đó. Anh dự định là anh sẽ sinh được bao nhiêu đứa con anh? Anh nghĩ là hai đứa là đủ, dù gái hay trai chỉ hai là một là đủ. Hai là đủ, mình rung quá nó. Dạ. Anh có biết hát biết hò gì không? Anh hát nhưng mà hát dở lắm, mà em với quý vị khán giả đừng cứ cười. Dạ, hát cho em nghe thử. Anh sẽ gửi tặng nghe bài hát Bằng Lòng Đi Em. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lấy cao trầu, mẹ cha lên nói kết hoa bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu. Rung quá, không thuộc lời em. Mình nói cái câu gì thật là trữ tình lãng mạn để đối phương tin tưởng mình đi. Anh thấy anh và em là cũng có những cái điểm tương đồng với nhau. Thì anh mong em bấm nút và chúng ta cùng tìm hiểu và cùng nắm tay nhau đi trên một con đường tình yêu. Dạ. Thì trong cái ca dao tục ngữ của Nhật có cái câu là nhất kỳ nhất hội. Tức là gặp được với nhau là một cái duyên để mà mình đến với nhau. Thì cái là em hôm nay là em gặp được anh thì cái là chắc là một cái duyên. Nên là em cũng sẽ nắm cái bắt cái duyên đó. Em không... Rồi, vậy là hiểu rồi ha. Chúng ta đã trải qua thời gian tìm hiểu nhau. Bây giờ mình quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem trái tim của mình lúc này đã xao xuyến hay chưa. 3 2 1.
Đúng rồi, hai người nắm tay nhau đi.